Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em Minh Quang, anh em Bảo England, anh em Đặng Minh Trung, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Hải Anh, anh em Khuynh Vũ, anh em Bùi Dũng và cuối cùng là anh em Phạm Xuân Ngọc. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Và xin được nhắn gửi tới anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em hãy cho tôi biết là anh em mong muốn là tôi chơi cái bộ gì trong cái video kỷ niệm 25 của anh em nhé. Anh em hãy để lại dưới phần comment ở trong video clip của tôi. Rồi ok, và trong ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục chơi gót thôi. Cái tuần này tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ tri ân bộ gót. Úi dồi, vãi đái này. Anh em nhìn này, vãi cả cứt ạ. 3 con 2 sao ở round 4. Thế thì lát người rồi anh em ơi, rao này nó đẩy cho tôi cả chục máu ấy chứ. Ui rồi ôi, vãi đái ạ. Ui ơi, đúng 10 máu luôn. Không thể nào tin nổi luôn, 3 con 2 sao ở rao 4. Chịu. Hôm nay thì nói chung là, xem nào ra mấy cái con đỏ đầu game này thì tôi lại đang nghĩ tới cái bộ gót đỏ đấy anh em ạ. Để xem nào. Nếu mà gót đỏ trên này không có Bad Omen nhỉ? Chơi gót đỏ không có Bad Omen có chơi không? Trên này nó có cái con mèo. Mèo 5 đô, chúng ta có thể nghĩ đến bộ Saman. Đấy. Như anh em cũng đã thấy là tôi có hai trận liên tiếp, hai hôm liên tiếp là tôi chơi cái bộ gót kết hợp với cả Exit rất là mạnh, đúng không? Đấy, trận này cũng có thể chơi cái bộ đấy. Nhưng mà nhìn vào trong cái bộ truyền thuyết ấy có con mèo thì tôi lại không chơi. Đấy, lưu ý các anh em nhé, là nhiều anh em sẽ thấy là nếu mà anh em chơi cái bộ đó mà anh em gặp cái bộ Saman thì nó hơi toang đấy. Nên là anh em đừng chơi bộ đấy khi mà có cái con mèo 5 đô nha anh em nhé. Mặc dù ở trận này thì nó cũng có con rồng 5 đô, nhưng mà có con mèo 5 đô thì anh em phải cẩn thận. Đấy, nó rất sợ cái bộ đấy. Ok, thôi rồi Eco đó. Tôi trận này chắc có ý định là chơi gót đỏ. Gót đỏ không có Bad Omen nhưng mà nó lại có một cái, nó hay ở cái chỗ là như này. Mặc dù không có Bad Omen ấy thì nó khá là yếu đúng không? Nhưng mà ở trong bộ truyền thuyết này nó lại không có một cái con mà nó khắc chế vào cái bộ đỏ, đấy chính là con Dark Spirit. Đấy. Thế nên là ok, vẫn chơi được. Chơi đỏ không có khắc chế thì vẫn ok. Mặc dù là có cái nhà beat này là cũng hơi sợ một tí đấy anh em ạ. Beat chơi sớm bên này, không biết có chơi beat không. Và beat mà xanh sớm bên này thì căng quá nhở. Mà vừa nãy tôi gặp nó sớm mất 10 máu có khi lại là may anh em ạ. Gặp muộn đôi khi nó đẩy cả 20 máu ấy. May gặp sớm ấy. Thằng nào đen gặp ở round 11, thằng ấy là đen nhất rồi. Thằng nào mà gặp round 11 chắc sấp mặt luôn. Ok, đây rồi, đỏ rồi. Chắc chắn nó là gót đỏ rồi anh em ạ. Được đấy. Cái bộ gót đỏ bây giờ nó cũng dễ chơi hơn ngày trước rất là nhiều. Chỉ cần đánh ở level 9 thôi là đã đủ bộ rồi. 4 gót kết hợp với 6 đỏ đánh ở level 9 và có thể dồn đồ cho bất cứ cái con đỏ nào. Đặc biệt là cái con Swordmaster hoặc là con ở đây chúng ta có thêm con Lava Shaman là có thể cũng làm co được. Nếu mà nó lên được 3 sao thì nó vẫn có thể chơi được. Đấy, không nhất thiết là cứ phải lên 10. Như ngày trước gót đỏ đánh ở 9 thì chỉ có 2 gót thôi thì nó sẽ yếu hơn. Nhưng bây giờ gót đỏ nó có thể đánh ở level 9 và có đủ bộ. Đấy, nó mạnh hơn cái chỗ đấy thôi. Tuy nhiên tôi đang hơi lăn tăn về cái bộ beat ở trận đấu này. Gót đỏ mặc dù là nó khỏe đấy, nhưng mà gặp beat thì cũng khá là sợ. Nó chỉ không sợ beat khi mà nó có con Bad Omen thôi. Còn nếu mà nó không có cái con Bad Omen ở trong truyền thuyết thì tôi nghĩ là cũng càng đấy. Cái clear của cái bộ này nó hơi không có con nào clear ấy, thật. Con Swordman nó xoay một chỗ mà tôi lấy ví dụ như là nếu mà Berlin nhầm sang phía con sâu ấy, mà con sâu nó cắm cái cọc sâu là chỉ có xoay xung quanh cái cặp sâu thôi thì chết anh em ạ. Sợ phết đấy. Sợ nhất là con Swordman này nó xoay, nó Berlin sang phía vị trí của con sâu, sau đó thì nó cứ quay ở vị trí cọc sâu. Cái cọc sâu là có bao giờ nó hết máu đâu. Có được kháng phép từ 80%.
90% kháng phép. Cực kỳ khó chơi luôn. Đấy, còn nếu mà bảo dồn đồ cho gọi đệ cho heo thì nó cũng có một cái thiếu là mặc dù là đệ có thể gọi ra được liên tục nhưng mà vấn đề là đam ở đâu. Bộ đấy nó cần đam. Vậy đam nó ở đâu ra? Nhưng mà có Battleman thì khác, có Battleman thì nó bù được một chút đam đấy. Nếu mà trận này có cái con Khan mà nó lên được 3 sao sớm mà ví dụ Toron ở level 9 ấy, mà nó lên được 3 sao ấy thì có thể dồn đồ cho Khan cũng được anh em ạ. Còn những cái trận đấu mà có rớt thì không nói làm gì, rớt kết hợp với cả 6 đỏ đánh ở level 9 thì nó quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà trận này không có rớt. Ok, ui. Nhìn cả vãi cứt ạ. Ôi là chừng Greater à? Thầy không phải. Chưa biết, không biết là Beat hay Greater. Mà nếu mà Greater thì đỡ sợ, còn Beat thì sợ. Biết lên game sợ phết đấy, mà nhất là nó lại đang đánh chuỗi thắng. Càng thật. Vãi cứt. Thôi chia buồn cho mấy ông gặp ở round 9 với round 11. Xác định luôn là đi khoảng mười mấy máu. 15, 16 máu là bình thường. Hai con cây ạ. Hai con cây, hai con unicorn luôn. Vãi đái. Toàn 2 sao. Anh em thấy là tôi cũng mất khá khá máu luôn đấy. À ui đây rồi. Thế này là có khi là bỏ bài vào được đấy. Được không? Thế này là 4 đỏ này, 4 đỏ 2 gót à? 4 đỏ 2 gót. Chưa. Phải level 6 mới đủ. Này không đủ. Ở level 5 này thì sẽ thiếu. Level 6 sẽ là 4 đỏ kết hợp với cả 2 gót. Level 7 sẽ là 4 đỏ kết hợp với 4 gót. Đánh ở level 7 là được à? À thế thì cũng được đấy. Thế đánh ở level 7, lên được level 7 50 tiền thì tôi sẽ bỏ bài vào đánh thôi. Bộ này không cần phải eco sâu làm gì cả. Được. Tạm thời thì cái tầm này chưa đủ bộ gót thì chưa chơi được. Nhưng mà khi mà kích hoạt được gót là cái con Lava Shaman nó có thể gây đam được. Bây giờ nó có một cái dở ở cái bộ đỏ này. Anh em biết là gì không? Nó là nó bỏ cái nhẫn hồi máu đi. Ngày trước ấy có cái nhẫn hồi máu. Thì cái bộ đỏ này nó có một cái lượng máu trâu. Nhưng mà nó lại thiếu cái hồi máu. Thì cái nhẫn hồi máu ấy nó sẽ bổ sung cái lượng máu mà nó cần. Đấy, cái điểm yếu của nó là không có hồi máu. Thì khi mà lấy hai cái nhẫn hồi máu ấy, nó sẽ giúp cho cái con này nó hồi khoảng 40 máu một giây. Thì nó rất là ok. Nó có cái một cái lượng hồi máu. Nhưng mà bây giờ cái món đồ hồi máu nó không có anh em ạ. Cái món đồ hồi máu thì bây giờ nó chỉ có một cái món duy nhất mà có thể hồi máu được kỹ năng là cái món cam. Và đấy là một cái món rất khó lấy. Đấy, còn cái món chén thánh ấy thì bây giờ nó giảm. Tức là nó cũng sẽ mất cái hiệu ứng hồi máu rồi anh em ạ. Ngày trước là chén thánh nó được 20 máu một giây đấy. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có hiệu ứng là hồi máu một phát là hồi máu lên. Nhưng mà cái cooldown nó rất lâu. Đấy, điểm yếu của nó là thế. Nên là bây giờ cái bộ đỏ ấy, thực ra là nếu mà đánh giá tổng thể với cái bộ gót thì cái bộ gót đúng là nó bắp lên thật. Nhưng mà đánh giá về cái bộ đỏ này khi mà nó không có khả năng hồi máu thì tôi lại thấy là nó cũng chưa được mạnh lắm anh em ạ. Đấy là theo cái cảm nhận cá nhân của tôi về cái sức mạnh của bộ này. Bởi vì nó không nhây được. Cái vấn đề là khi mà không có đồ hồi máu thì nó không nhây được. Như ngày trước ấy, sức mạnh của cái bộ gót đỏ nó chính là cái việc là nhây trong combat. Khi mà chúng ta đánh cái con ngày trước là có con người nước đúng không? Kết hợp với cả gót đỏ. Thì anh em cũng thấy là cái con người nước kết hợp với gót đỏ nó hay ở cái chỗ là gì? Là khi mà nó lướt ấy thì trong cái thời gian lướt thì nó gây đam nhưng mà nó cũng hồi được cái lượng máu. Do là có cái đồ hồi máu. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy, thì kể cả chơi người nước hay là chơi con Squidman làm co. Đánh ở level 9 đi, kể cả là có 4 gót kết hợp với 6 đỏ đi chăng nữa thì nó cũng không có khả năng nhây. Nó không có khả năng hồi máu nếu mà không có cái mặt lạ cuối. Vì thế nên là cái bộ này tôi nghĩ là cái món chấn của nó chính là cái mặt lạ cuối đấy. Ui ôi mẹ ơi vãi đái ạ. Gặp thằng này sớm thế. Và nói chung ấy là sấp mặt rồi anh em ạ. Ui nhìn này. Vãi cứt. Nó đẩy cho thì ôi rồi ôi luôn.
sừng chiến luôn ạ. Nó lấy được cả cái món trấn của bộ beat luôn. Thế thì ghê rồi. Căng thế nhỏ. Thế thì nó quá ghê. Chơi cái bộ đỏ thì tôi sẽ không cắn cái lượng máu lên sớm anh em nhá. Cứ để đấy, để thấp máu cho nó mạnh. Đằng nào thì cũng eco xong rồi chơi 6 đỏ thôi. Đấy, đánh ở level 9 nên là chúng ta cứ để cái máu thấp xuống thì nó mới mạnh được. Chứ còn cái bộ đỏ này nó để máu cao thì nó cũng không mạnh đâu. Cứ để thấp xuống khoảng 20 máu đi, xong mình sẽ giữ cái lượng máu đấy. Nếu mà thấp quá thì lại cắn thêm 1-2 viên. Đấy. Đấy, cái kiểu chơi nó là như thế. Nhưng mà trận này có vẻ hơi toang. Bây giờ không có cơ hội cắt chuỗi của thằng có chuỗi rồi nhá. Nhưng mà cái thằng đấy tôi nghĩ là nó chả thằng nào cắt được chuỗi đâu. Trận này có cả Assassin này. Assassin Fake à? Chưa đủ bộ, thiếu một con Wizard nữa. Người đấy. Thằng này định xả hết tiền để cắt chuỗi thằng Beat đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng khó đấy. Cái thằng Beat kia nó trông khá là to. Một cái con Whisperseer 3 sao và có cái sừng chiến ở giai đoạn này thì nói chung là cũng khó mà có thể ăn được. Trừ khi nó là một con ốc. Một con ốc lên 2 sao kết hợp với cái bộ 9 xin fake đánh ở level 7. Phải có tăng cơ phía trên mới may ra mới ăn nổi. Rồi, tầm này bắt đầu giữ được máu đấy. Bây giờ mới chỉ kết hợp được với hai gót thôi. Phải đánh ở level 7 thì mới đủ. Thôi được rồi, không sao. Tầm này cũng giữ được máu đó. Mất sẽ nó không nhiều đâu. Ui dồi, chết nhanh thế. Giá nhưng mà nó tung được một lần trưởng nữa. Ơ kìa, nhưng mà vô vẩn nó lại thắng ấy. Thắng không? Thôi đừng có thắng. Ui rồi ôi, thôi thắng rồi. Chán đấy nhở. Chưa muốn thắng đâu. Tiền vẫn chưa đủ, tiền đang bị thọt quá. Scottman lên 2 sao này. Ok, thì chơi luôn thôi. Tầm này được rồi, đủ rồi. Lên level 7 là chúng ta có 4 gót. Ok. Con này cầm cái bờ linh là nó rất dở. Cái chỗ là nếu mà nó chỉ bắt được một con ở trong góc ấy là nó chỉ xoay được một con thôi. Cái bề rộng của vòng xoay nó khá là thấp, khiến cho cái lượng đam nó gây ra không nhiều. Gặp Beat là khá sợ đấy. Chưa có giải pháp đánh cho cái thằng Beat đâu. Đánh cho Beat thì con này chắc phải lên 3 sao. Con này lên 3 sao thì cái vòng xoay của nó cũng sẽ không rộng hơn. Chúng ta phải có cái đồ chống Beat đi anh em ạ. Chơi Beat thì có đồ chống Beat thì mới ăn được. Rồi, tạm thời thì ngoài cái thằng Beat ra ấy, thì tôi nghĩ là những cái thằng còn lại thì có thể chơi được nha anh em nhá, cân được. Ok. Tầm này Scottman 2 sao kẹp với cả 4 đỏ 4 gót là được rồi. Sau đó áp dần lên 9 thôi anh em ạ. Sẽ áp dần lên 9. Tầm này mà không thấy Scottman ra thêm con nào nữa thì lên 9 luôn. Còn tầm này mà có thêm hai con Scottman ấy thì mới xác định là ở lại luôn, chứ còn không ở lại luôn đâu. Nó không ra thì không có ở lại luôn. Trận này thậm chí tôi còn phải sử dụng cái quả trứng mà tôi đập nên là nó có vẻ như là nó khá là ít. Ra rất là ít Scottman. À đây rồi. Ủa tư tế này. Được đấy. Liên 8 là có thể cho, nếu mà có con Storm Shaman là có thể cho tư tế vào kết hợp với cả cái bộ Shaman nữa. Được. Thực ra nếu mà chơi như này nhá, nếu mà tính là nếu chúng ta lên level 10 ấy, thì chúng ta có thể kẹp được là 6 đỏ kết hợp với 4 Shaman kết hợp với 4 gót được.
thậm chí là có thêm một cọc, có thêm một cọc nữa, một cọc đến từ vị trí của con tư tế kết hợp với con Khan. Đấy, trận này có Khan mà, đúng không? Nên là chúng ta nếu mà đánh ở level 10 mắc binh nó sẽ là như thế. Được. Ơ sao cái con Scootman của tôi nó tung trưởng chậm ấy nhỉ? Bao nhiêu đồ tăng mana mà sao tung trưởng chậm ấy? Thật đấy, Blink có khi kém hơn ấy. Trông có vẻ tung trưởng hơi chậm. Cầm một đống đồ tăng mana. Lên 8 luôn đi. Thêm 2 Saman vào. Chưa gặp cái thằng có chuỗi kia đúng không? Bây giờ mà gặp cái thằng có chuỗi là có khi là ăn được nó đấy. Thằng có chuỗi 6 kia khả năng là tôi vẫn sẽ ăn được. Cho gặp sớm đi, không nó mà gặp cái thằng Young Forever là có khi là mất chuỗi luôn. Gặp ở round 18, gặp tôi đi, đừng có cho gặp thằng kia. Ôi hỏng rồi. Vãi cứt ạ, bắp cho nó đến như thế là cùng. Xong rồi anh em ơi. Cái thằng Young Forever kia nó gặp, thế là lại bắp thêm cho nó rồi. Vãi đái ạ. Bít xanh như thế, chịu rồi. Chán đời thật sự. Hỏng hẳn luôn đấy. Thề. Làm sao bây giờ? Cái thằng đấy bít chứ. Tí nữa sau round 20 mà nó 6 bít thì tôi cũng chả biết làm nào, tôi ăn được nó luôn đấy. Tôi nếu mà đủ 6 bít nhá thì tôi phải cầu trời khấn Phật cho đừng có gặp nó ấy. Không là 43 máu này thì nó cũng hết nhanh thôi. Dã man. Nhìn cái con Swordman này của tôi nó gây ít đam quá anh em ạ. Nên là tôi có khi là phải đánh giá lại cái bộ gót đỏ rồi. Swordman gót đỏ có vẻ không ok lắm đâu anh em. Chơi đến cái đoạn này là có thể cảm nhận được về cái sức mạnh của bộ này. Thực ra là nó rất ít đam và nó cũng không cù nhây được. Thực sự nó không cù nhây được ấy. Như cái bộ ngày trước có bộ Swordman Warlock thì nó nhây, nó khá là nhây luôn. Cái lượng máu của nó hồi được. Còn cái bộ này thì không. Cứ máu đến hết dần là thua thôi. Đấy, cứ nếu mà bây giờ tầm mất lửa máu rồi này, lửa cây rồi này. Đấy mà bây giờ mà nguyên cây mất máu dần thôi thì thua thôi. Cái vấn đề là đấy, nó không có hồi máu. Anh em thấy không? Đó chính là lý do tại sao tôi mới nói là bây giờ tôi đánh giá cái bộ này nó không cao. Mặc dù là trước đấy là cứ nghĩ là cái bộ này nó mạnh ấy. Nhưng mà khi mà vập vào mới biết. Thôi anh em đừng có vập vào anh em ạ. Sai lầm. Sai lầm chết người của Tuấn Cơm rồi. Quả này lát người. Trận này rõ ràng là cũng là định thử test thôi. Nhưng mà ai ngờ nó là test thật anh em ạ. Dã man. Thật sự ở đây là nó chỉ là test thôi anh em nhá. Anh em đừng có suy nghĩ nhiều. Sắp chết rồi đấy. Thằng kia nó vẫn chưa đủ 6 bit nhưng mà nó sắp đủ rồi anh em ạ. Bởi vì round sau nó sẽ lên 9. Và nó sẽ đủ thôi. Và lúc đấy thì tôi chịu. Tôi cũng sẽ phải lên 9 và tôi sẽ phải có 6 đỏ. Đúng rồi anh em, nhưng mà 6 đỏ không có đam thì nó sẽ là cái chết dành cho tôi. Càng nhây nâu thì cái con Whispersier nó gọi đề nó càng nhanh. Cái vấn đề nó là như thế anh em ạ. Có khi chết nhanh ý, có khi ở trong trận đấu nó kết thúc nhanh, có khi lại còn là sống lâu, lại còn là mất ít máu. Đấy mà cứ kiểu kéo dài thời gian nó chết nhanh hơn, kéo dài thời gian nó bị đẩy nhiều hơn. Sợ phết nhờ. Đây rồi, 6 đỏ này, 6 đỏ kẹp thêm là 4 Saman luôn. Được chưa? Tôi nghĩ là phải có Saman vào đấy. Không có Saman vào tôi nghĩ là sẽ không thể ăn được đâu. Thay vì việc chúng ta kẹp 4 gót thì chúng ta sẽ kẹp Saman. Đồ chán thế. Hỏng rồi. Ui giời ơi, gặp luôn ở đâu 21 ạ. Vãi đái, thôi thôi xong rồi, toàn rồi. Lại còn coi như là Blink vào đúng vị trí con sâu ạ. Thế thì vãi cứt rồi, xoay cọc rắn đến chết kìa anh em kìa. Ôi giời ơi.
Mẹ nó đẩy tôi sấp mặt rồi anh em ơi, 38 máu ạ. Mẹ vãi đái. May mà kẹp vào Saman vào nó còn đỡ đi đấy. 21 máu ạ. Hỏng rồi, trận này xuống hố rồi anh em ơi. Vãi đái, top 8 à? Có khi nào top 8 không? Nhịn một round nữa lên 10 đi. Cho sống một round nữa đi. Sợ quá anh em ơi, sợ quá anh em ơi thôi. Hỏng rồi. À ui đây may quá, vương miệng. Có vương miệng đỡ đi đấy. Cái vương miệng này là có thể chống được beat này. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng sẽ không biết là có ăn được không. Chỉ đỡ được thôi chứ còn chắc là cũng chết rồi. Trận này còn có 5 dòng 9 mét à. Không sao không sao, tôi đánh Saman đỏ tôi ăn được. Bây giờ là 6 đỏ Saman rồi, khỏe rồi. Rồi ok, ui may quá không phải top 8. Mấy cái thằng bây giờ gặp cái thằng beat thì có khác gì gặp tử thần đâu. Cái tầm này mẹ nó lên 9 nó full 2 sao, Whispersia 3 sao sách. Rồi sừng chiến thì đỡ làm sao được anh em, không đỡ được đâu. Nó ra toàn chấn phái rồi. Cái tầm đao 23 mà cầm một quyển sách với một cái sừng chiến thì thôi, xác định luôn các bạn ạ. Khỏi phải chơi. Không có cái cơ hội nào được chơi điện tử đâu. Thôi các bạn xác định đi. Tôi may mà tôi gặp nó ở round 21 ấy, tôi cũng lại phải nói là tôi may đấy. Chứ gặp ở nó ở round 28 ấy thì chắc là thôi xác định luôn. Là cái round 28 sẽ là cái round cuối cùng của tôi. May gặp sớm nó còn mất ít ít máu ấy. Thằng nào gặp muộn thì thằng ấy chết thôi. Ok, còn bây giờ tôi cũng tương đối mạnh ấy, chứ tôi cũng không yếu đâu anh em ạ. Tôi chỉ sợ nhất là gặp cái thằng beat được thôi. Đấy anh em thấy không, mẹ nó đi đến nhà nào nhà đấy chết anh em ạ. Tử thần gõ cửa mà cứ đến nhà thằng nào thằng ấy chết thôi. Tâm này nó là nó, bộ đấy nó gọi là mạnh nhất của quả đất rồi. Tâm này mà quyển sách với cả cái sừng chiến ở trong cái bộ siêu đẻ thì thôi, nhà nào nó đỡ được đây. Mà tôi nghĩ là cái tầm này kể cả là rồng mết thì cũng chịu thôi, bó tay luôn. Rồng mết cũng không có cái cửa nào ăn được đâu. Vãi đái ạ. May quá tôi chơi gót đỏ tôi nhây được. Tôi nhây được, vẫn còn 17 máu anh em ơi. Nhưng mà bây giờ chết hai thằng rồi. Cầu trời khấn Phật cho đừng có gặp lại nó nhá. Gặp lại nó cái round 24 này thì thôi toang luôn này. Ôi mẹ ơi đừng có gặp nhá. Cho round 26 để lên 10 cái. Đừng gặp, đừng gặp, đừng gặp bạn ơi. Đừng gặp nhá. Đừng gặp nhá. Biết đừng gặp nhá. Đừng gặp bạn ơi. Đừng gặp, mày quá. Chưa gặp anh em ạ. Thế là tốt rồi. Và tôi xin chia buồn với cái thằng Ren. Thằng tiếp theo sẽ phải ra đi thôi. Trời ơi. Bao giờ sẽ đến được mình đây. Vãi đái. Đằng này còn hai thằng đi ạ. Bao giờ sẽ đến được mình đây. Dãy top 3, dãy top 3, dãy top 3, dãy top 3. Ok, 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 ok. Ok các bạn ơi. Ok các anh em ơi. Tôi sống rồi. Tôi lên được round 26 rồi anh em ạ. Ui vậy đài quá đi mà thôi. Top 4 rồi. Dãy top 3. Mục tiêu bây giờ top 3 nhá. Mục tiêu top 3 bạn ơi. Mục tiêu top 3 tôi nghĩ là tôi sẽ được top 3 thôi anh em ơi. Tôi nghĩ tôi sẽ được top 3 thôi. Cái round tiếp theo thì thằng Clyde nó gặp thì nó cũng chết thôi anh em ạ. À thằng này chưa có sách à? Chưa có sách. Thế thì vẫn có thể chơi được. Tôi cứ tưởng là nó có sách rồi. Nhưng mà ở level 9 và nó, nói chung là nó 50 tiền. Và nó có một con gấu 3, một con Whispersia 3, một con Unicorn 3 thì tôi nghĩ là thằng này nó được độ lắm rồi đấy. Bài có khi nó tự ra nó còn chả cần phải roll ý. Round 26 lên 10 với 50 tiền thì tôi nói thật với anh em là không cần phải roll rồi. Chắc chắn cái điều đấy rồi. Bình thường ví dụ như cái tầm đấy form bài đội hình full 3 sao như thế là phải hết tiền. Đấy. Bài form mà ở round 25 mà nhìn như là round 31. Vãi cứt. Hỏng nha. Thôi rồi, bây giờ chúng ta lên 10 thôi. Round này thì chỉ có cái chén thánh thôi chứ còn cũng chả lấy được cái gì. Rồi, bây giờ roll full 2 sao đã. Heo hai cái nhở. Nó xin con heo cái. Sợ quá thì mất thôi.
Ok. Được không? Con sử Wolfman này phế thật sự luôn anh em ạ. Đổi hết đồ này ra đồ cam thì lại vẫn thiếu. Thôi từ từ đã. Đừng gặp nhá. Thôi xong rồi. Lại, ui mẹ quên mất là vấn đề ở vị trí nhảy Berlin sang bên này. Thôi xong rồi anh em ơi. Đi rồi, nó có sách rồi. Nó có sách rồi anh em ạ. Ui vãi đái rồi, sừng chiến cộng sách kìa. Nhìn nó đập kìa. Hỏng rồi, thôi đi rồi. Cắn hết máu thôi chứ còn gì nữa. 37 máu có đi không anh em ơi. Ui vãi đái ạ. À, ui vẫn còn 13 máu. Vẫn trụ được một round nữa. 13 máu. Heo lên được 2 sao. Ok. Hỏng rồi. Mẹ sợ thế nhờ. Làm nào giờ. Dồn đồ cho heo khi nó ngon hơn ý. Sự vun men trông vớ vẩn đấy nhở. Thật đấy. Tầm này đổi lại không đổi được đồ cam cơ. Thiếu một đồ. Cay nhở. Không đủ đồ cam. Đồ tím thì lại không muốn đổi. Đồ tím nó có cái gì đâu. Yếu lắm. Đã lấy là phải lấy đồ cam luôn. Chết tôi rồi. Mà rao chưa gặp cái thằng beat rồi. Nên rao này cũng không gặp thằng beat đâu. Chắc là vẫn ăn rồi thôi. Rao 27. Sống sót dãy top 3 xem nào. Cuối nào. Đấy rồi. Gặp cửa lai. Hay. Hóa ra được flame à? Thế thì được đấy. Hóa được flame là sẽ có đam thôi. Đấy rồi. Ok. Đi luôn. Hay quá. Ui, từ từ nhá. Mèo 2 này. Được, 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 được. Mèo 2 à? Ok, mèo 2 thì chắc là lấy mèo 2 thôi. Đổi lốt cái đồ này ra một món đồ cam nữa. Sau sẽ lấy con mèo 2 vậy. Được chưa? Ok. Hack à? Được, cái hack được. Ok, rồi. Mèo 2 này vào, chắc là thay cho con God thôi. Chúng ta sẽ vẫn có 6 đỏ. Được chưa? Ok chưa nhỉ? Rồi thôi. Tôi nghĩ là nếu mà ra con mèo 2 sao ấy, chúng ta chuyển sang Saman thôi anh em nhá. Không chơi ở đâu, chơi 6 Saman đi. Gót đỏ này là vứt đi rồi anh em ạ. Vứt đi rồi. Chuyển ra 6 Saman chơi kết hợp với mèo. Sivet cộng với 6 Saman. Ấy cắt được chuối rồi kìa. Chuyển sang mèo làm co đúng là khác biệt hẳn luôn anh em ạ. Dã man thật sự. Trận này là không có gấu Saman nên là chúng ta sẽ phải kích bằng Wizard. Thôi không sao đủ rồi. Ok. 6 đỏ kết hợp với cả 6 Saman. Đấy, chúng ta sẽ không có chơi gót nữa. Ok, đồ dồn cho con mèo đó. 6 đỏ, 6 Saman. Rao trước mà chúng ta ăn được thì rao này chúng ta cũng sẽ ăn được thôi. Được không? Chưa rồi, có vẻ hơi sai lầm rồi. Để sai lầm rồi, để sai lầm rồi, để sai lầm rồi, để sai lầm rồi. Con mèo phải để lên cao anh em ạ. Thôi chết tôi rồi. Ui, may quá có cái quả bom.
May quá, có cái quả bom anh em ạ. Ui giời, may quá, may quá, may quá, may quá. May quá, may quá, may quá, vẫn chưa chết, vẫn chưa chết. Ui, nó còn đây cơ. Thôi xong rồi. Ôi giời ơi, mày top 2 đấy. Ờ, vẫn còn một máu anh em ạ. Ờ chưa. Quên lại đồ lại không cấm. Ui giời ơi, chán đời. Ngáo quá này mất thôi. Đây là cơ hội đấy anh em. Chúng ta vẫn chưa chết là chúng ta có cơ hội. Dấu hiệu top 1 anh em ạ. Vãi đài. Dấu hiệu top 1, dấu hiệu top 1. Không chết là có dấu hiệu rồi. Ok. Có vẻ như là sáu đỏ này không mạnh lắm. Tôi nghĩ là sẽ phải là kết hợp với cọc. Chơi beat này phải có cọc, có mèo vào nó mới mạnh được. Có mèo, con mèo 3 đô ấy, để nhân đôi cái con mèo 5 đô lên. Đấy, nhân đôi cái lượng đồ lên thì nó mới mạnh được anh em ạ. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ bỏ 6 đỏ thôi. Bỏ 6 đỏ thôi anh em. Cái bộ Saman này mạnh nhất là gì? Là khi mà nó có cái con hai con mèo ấy, vào ấy. Đấy, để cái con mèo 5 đô nó có cầm gấp đôi đồ lên. Gấp 3 lần đồ ấy. Không phải gấp đôi. Ok. Sáu Saman là phang thôi anh em ạ. Đây rồi. Ui giời ơi, tuyệt vời. Cho cọc và cho mèo vào đã này. Đấy, như này nó mới chuẩn. Đồ à, random. À được. Ui quá tuyệt vời luôn. Rồi. Phải như này. Đấy. Không có heo hiếc gì cả. Tầm này không cần heo. Thế này mới ổn này. Thứ nhất là cái cọc nó sẽ giúp tôi tăng cơ phía trên, tránh cái việc stack nhanh. Đủ để cho cái bọn Saman này nó biến hình cái đã. Saman mà không biến đến được hình thì toàn. Nó phải có thời gian anh em ạ. Saman nó phải có thời gian biến hình. Được không? Rồi, ui đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Quá đẹp, quá đẹp luôn. Ôi rồi, bao nhiêu cái khống chế vào cái vị trí đấy. 25 máu luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Chuẩn rồi. Một máu lật kèo. Chuẩn bài ở đấy anh em ạ. Đấy, 6 Saman vẫn là thế lực luôn. Bài học cho anh em, các anh em mà có ý định ở chơi gót đỏ, đừng bao giờ chọn gót đỏ anh em ạ. Sai lầm. Sai lầm chết người của Tuấn Cơm. Cứ nghĩ là gót đỏ ngon, nhưng mà có ngon đâu. Không hề ngon. Với cả bây giờ cái bộ gót ấy nó giảm cái cooldown anh em ạ. Ngày trước là giảm 65%, nhưng bây giờ chỉ còn giảm 60% cái cooldown thôi. Nên là nó cũng không ngon. Đấy, tôi khẳng định với anh em là không ngon. Nó chỉ ngon khi mà kết hợp với những cái bộ mới thôi. Những cái bộ như kiểu rồng hay là Exit ấy, nó là những cái bộ mới kết hợp với God thì nó ngon. Chứ còn nếu mà với Warlock hay là với cả cái bộ đỏ này thì bây giờ cái cooldown nó bị giảm đi rồi. Không ngon đâu, cứ chơi như này ngon hơn này. Đấy, chơi kiểu truyền thống này. Saman vào đấm sấp mặt beat luôn. Beat nó chỉ bắt lạt được chúng ta ở giai đoạn giữa game thôi. Còn tầm này lết game thì Saman là chùm rồi. Vậy là một cái đao nữa là đi thôi chứ còn gì nữa. Xong chưa bạn ơi? Chỗ này tôi không mua cái con mèo lên 3 sao luôn nhỉ. Tầm này chúng ta không thể thua được. Đấy, từ khi mà tôi form được cái bộ này là sau 3 round thằng này đi. Anh em thấy không? Nhanh không? Mỗi round để sơ sơ xương xương tầm khoảng 30 máu thôi chứ mấy. 3 round đi rồi. Ảo lòi. Saman đấy anh em ạ. Uy tín luôn, ra được mèo 5 đô, uy tín luôn. Kẹp vào, kẹp đúng con mèo full đồ. Cho thêm con mèo mèo 3 đô nữa là coi như là cầm 3 con mèo full đồ luôn. Thực ra là chỉ có 2 con thôi, một con biến hình rồi. Nhưng mà thế là ok rồi, thế là ok lắm rồi. Rồi, ui rồi là con biến ra mèo 3 kìa, nhưng mà chả có cái tác dụng gì. Biến ngu vẫn ăn. Thôi xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa,
xong chưa? Trong luôn gì nữa. 27 máu đi luôn. Dã man, một máu lật kèo anh em ạ. May mà coi như là giác ngộ. Giác ngộ ở giây phút cuối cùng. Một máu giác ngộ thôi anh em. Rồi ok anh em. Cái clip này mặc dù là không có giới thiệu cho anh em cái đội hình mạnh được, nhưng mà nó sẽ là cái bài học kinh nghiệm cho anh em nha anh em nhá. Anh em đừng chơi. Anh em chơi thì tốt nhất là để tôi. Đấy, hãy để tôi chơi, anh em đừng chơi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái và cũng có thể chọn clip bên phải. Anh em sẽ đến với những cái bộ gót mới, cái bộ gót ở trong cái thời kỳ mới anh em nhá. Chúng ta sẽ có những cái bộ gót như là gót rồng hoặc là gót Warlock kết hợp với Aegisid cực kỳ mạnh mẽ ở trong cái meta mới luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.